bản tin Game Mobile được phát sóng vào tối thứ 6 hàng tuần trên trang chủ gamehub.vn. Và ngày hôm nay thì trong bản tin Game Mobile tuần 3 tháng 10, Phương Anh sẽ đem đến cho các bạn những thông tin hấp dẫn nhất của làng game trong nước. Hãy cùng đồng hành với mình nhé! Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, game thủ khóc ròng trước cảnh xếp hàng chờ đợi. Kiếm Thánh Mobile cho phép tải game, chính thức ra mắt ngày 19 tháng 10. Biệt đội Boom, dự án game mobile đặt bom do Việt Nam sản xuất. Đúng là nổi tiếng thì đi kèm với tai tiếng, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ra mắt chưa được bao lâu mà đã nhận được những phản hồi không mấy tích cực từ phía cộng đồng game thủ. Vừa qua thì phiên bản Close Beta của Võ Lâm Truyền Kỳ đã xảy ra tình trạng nghẽn server vô cùng nghiêm trọng, khiến cho hàng nghìn game thủ phải khóc ròng, xếp hàng chờ đợi mới có thể vào game. Rất nhiều game thủ đã tỏ ra vô cùng bức xúc, thậm chí là còn rao bán ngay tài khoản của mình dù đã đầu tư từ công sức cho đến tiền bạc. Trên các group fanpage của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, có vẻ như nhà phát hành VNG đang phải nhận khá nhiều gạch đá từ phía cộng đồng game thủ. Cũng không ít ý kiến cho rằng đây thực chất chỉ là một trong những chiêu trò của nhà phát hành, muốn gây chiêu trò để tạo sức hút dư luận. VNG thì đang cố gắng hết sức để Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile vận hành một cách trôi chảy nhất. Bằng chứng là tình trạng các server có vẻ ổn định hơn, các hoạt động trong game cũng như sự cạnh tranh giữa các bang hội diễn ra khá sôi nổi. Dù mới đánh tiếng chỉ trong một thời gian ngắn nhưng Kiếm Thánh Mobile đã nhanh chóng ra mắt phiên bản Open Beta vào ngày 19 tháng 10 vừa qua. Sản phẩm đến từ nhà phát hành Gamota này gây ấn tượng khi kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố là gameplay, cốt truyện và đồ họa. Hiện tại thì game đã có trên cả hai nền tảng thông dụng là iOS và Android để cho các game thủ trải nghiệm. Là một tựa game 2D với cốt truyện mới lạ, Kiếm Thánh Mobile sở hữu nền đồ họa có thể nói rằng đẹp dịu dàng mà không chói lòa, với tạo hình chibi dễ thương nhất hiện nay. Kiếm Thánh Mobile cũng được biết đến là tựa game hành động nhập vai, có lối chơi chặt chém đã tay cùng những đòn đánh gây sát thương trên diện rộng, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian diệt quái. Bên cạnh những tính năng quen thuộc của dòng game nhập vai, Kiếm Thánh Mobile còn mang đến những điểm khác biệt như tính năng pháp bảo, hệ thống hỗ trợ nhân vật, hệ thống chiến trường hay hệ thống cộng đồng vô cùng phong phú. Thời gian tới thì làng game Việt sẽ tiếp tục được hâm nóng với hàng loạt những cái tên nổi bật như là Võ Lâm Minh Chủ, Tà Thần Trỗi Dậy hay là một tựa game có cái tên cũng rất là đặc biệt là Biệt Đội Boom. Đầu tiên là về Võ Lâm Minh Chủ, đây là sản phẩm mới đến từ nhà phát hành VTC Mobile, game dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 24 tháng 10 tới đây. Võ Lâm Minh Chủ là tựa game đi theo đề tài kiếm hiệp với bối cảnh của Võ Lâm Truyền Kỳ. Về cơ bản, Võ Lâm Minh Chủ đi theo lối chơi nhập vai kẻ quốc kinh điển của dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ, tuy nhiên game thủ chỉ được hỗ trợ tối đa 50% auto trong kẻ quốc game. Về đồ họa, Võ Lâm Minh Chủ được quảng cáo sử dụng công nghệ Ultra HD tân tiến, đạt chuẩn hình ảnh 4K, thể hiện sự sống động và chân thực đến từng chi tiết. Cũng trong vài ngày sắp tới thì chúng ta sẽ được chào đón thêm một tựa game mang phong cách Diablo trên mobile, đó là Tà Thần Trỗi Dậy. Đây được biết tới là một tựa game nhập vai hành động 3D do CMGE Trung Quốc phát triển, game dự kiến sẽ được ra mắt trong tháng 10 này. Và cũng giống như bao sản phẩm cùng thể loại khác, Tà Thần Trỗi Dậy có hệ thống PvE hóc búa, đấu trường PvP kịch tính với hình thức 1:5 khá dị. Và người chơi còn được vinh hạnh bằng cách tạc tượng vàng tại quảng trường khi họ chiến thắng trong hoạt động bao hội chiến. Đồng thời game còn có hàng loạt tính năng khác hấp dẫn như Tà Thần PvP, vượt ải 100 tầng địa ngục, phó bản hấp dẫn, trang bị cánh đẹp mắt, băng hội mang tính cộng đồng cao, chiêu thức bắt mắt, thú cưng xinh xắn và hệ thống boss đa dạng. Và cuối cùng là Biệt Đội Boom, dự án game đặt bom do Việt Nam sản xuất. Hiện đang hiện tượng game này đang hoàn thiện những khâu cuối cùng và dự kiến sẽ phát hành tại Việt Nam và trên toàn thế giới với hai ngôn ngữ chính là tiếng Việt và tiếng Anh. Được biết là Biệt Đội Boom là sản phẩm đến từ studio game Jogo Mobi trực thuộc công ty XTV Việt Nam sản xuất, nên chắc chắn là sẽ khiến cho chúng ta sống dậy thời điện tử 4 nút năm xưa. Biệt Đội Boom có đồ họa mang hơi hướng 8-bit gợi nhớ nhiều về tuổi thơ, phù hợp với mọi lứa tuổi tham gia. Đặc biệt, game không đòi hỏi quá nhiều sự cày cuốc mà thiên hướng đến sự cân bằng giải trí, đạt chuẩn dòng game eSports hiện nay. Tức chỉ cần bạn nhanh tay tính mắt là hoàn toàn có thể cháy hết mình cùng những pha rượt đuổi chặn bom hay hù té mỗi khi bom sắp nổ. Được biết thêm, game sẽ có các chế độ chơi cơ bản như PvP 1:1, 3:3 và 4:4, đấu boss và đấu rank, so tài tại nhiều giải đấu gay cấn, tương thích với hầu hết các máy cấu hình thấp trên mobile và PC. Ngoài ra còn rất nhiều tựa game khác hấp dẫn hơn nữa, gamehub.vn sẽ giới thiệu cho các bạn trong những bản tin tiếp theo được phát sóng vào tối thứ 6 hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại!